Bùng nổ tiền truy nã dành cho Luffy khi đã một mình solo tất cả ngũ lão tinh tại đảo trứng, cái giá dành cho tứ hoàng mũ rơm là bao nhiêu? Tập này gặp lại Robuxy, Thách dám nói là không công nhận tứ hoàng, gõ bùm bùm vô đầu ngay đấy. Và chào mừng anh em đã đến với channel Thuyền trưởng Sấm Soi. Nhận được tin mũ rơm bắt cóc tiến sĩ Vegapunk thiên tài, Morgan thẳng tiến đến Exit với mục đích là thông tin trực tiếp từ chiến trường, nhưng chưa kịp đến nơi thì trận chiến đã ngã ngũ rồi. Cơ mà với Haki Gió Vương thượng thừa, Morgan hoàn toàn có thể múa bút vẽ vời đẩy tên tuổi của Luffy lên một nấc thang mới. Cái xác Vegapunk nằm trên tàu Sunny là không thể chối cãi, mang án oan thủ tiêu tiến sĩ thiên tài, một mình phá nát hòn đảo khoa học. Có lẽ Luffy sẽ trở thành hải tặc bị truy nã cao nhất hiện nay ư? Và ngay bây giờ cùng mình đưa ra một con số dự đoán sau biến cố Exit các bạn nha. Let's go! 100% cốt tông, thiết kế đẹp từng cm của thuyền trưởng Sấm Soi. Áo One Piece cực đẹp đây bà con ơi. Đẹp mà rẻ, nhiều ưu đãi là tất cả những gì mà chúng tôi có. Ghé vô mục mô tả nào. Luffy truy nã cực khủng. Mở đầu chương Exit, Morgan đã vẽ bút như này. Nhận thấy cơ hội kiếm tiền ngàn năm có một, vụ Vegapunk không thể nào bỏ qua. Liều báo Morgan, tay múa bút vĩ đại nhất lịch sử đã nhúng chàm vào sự kiện để dẫn dắt dư luận. Nhưng bởi vì không thể nào trực tiếp công khai chống lại chính quyền, lão đã đẩy mọi tội lỗi cho tên hải tặc vừa nhận danh hiệu tứ hoàng. Vãi cả bìu, chưa bao giờ thất vọng với những pha nâng bi huyền thoại của lão mòng biển, vừa ý chính quyền lại vừa hot tít với cái tiêu đề Tứ hoàng Luffy mũ rơm bắt cóc Vegapunk, tuyên bố chiến tranh tổng lực với hải quân. Quá đủ để tòa soạn big news của lão ăn no cả tháng rồi, đỉnh cao giật tít là đây chứ đâu. Vivi có thể không tin lão liều báo, nhưng dư luận thì không. Họ chỉ quan tâm đến drama và những kẻ tạo nên tranh luận. Ngòi bút của Morgan như thường lệ trực tiếp đẩy giá trị của Luffy mũ rơm lên cao hơn. Nói đúng hơn là về đúng những gì mà cậu đang có được. Trong khi chính quyền thường cố che đậy sự bành trướng của hải tặc, gặp phải cái mỏ của lão Morgan thì bó tay rồi. Như vậy ngay từ đầu mọi sự chú ý hướng về Exit, mấy cái vụ vừa rồi như là Kid lo né né không có cửa các bạn nhé. Bắt cóc tiến sĩ thiên tài, người dành cả đời cống hiến cho nhân loại, chưa biết thực hư thế nào. Độc giả khắp nơi trên thế giới chắc chắn cực kỳ quan tâm đến biến cố đảo trứng. Mọi chi tiết sẽ đẩy tên tuổi Luffy lên một tầm cao mới. Và đây, những gì Kulu đã thể hiện tại hòn đảo tương lai. Đúng phản diện chưa hả anh em? Một tên hải tặc danh tứ hoàng bóp cổ một đô đốc và lão tinh cùng lúc. Trong mắt bọn hải quân, Luffy khác méo gì tên đồ tể Kaido đáng bị nguyền rủa đâu. Hành một đô đốc tới cỡ đó và tấn công thiên long nhân cấp cao như là Thánh Saturn, điều chưa hề có tiền lệ trong lịch sử. Điểm lại xem từ trước đến nay có tứ hoàng nào làm được điều tương tự hay không. Dấu trắng ở tổng bộ đâm ra thì mới tiệm cận vũ Luffy cân 2 tại Exit thôi. Truy nã 3 tỷ berry không còn phù hợp với mũ rơm sau hình ảnh đó nữa. Khiến đô đốc Kizazu hai lần xâm mặt, ép Saturn phải sử dụng con bài tẩy triệu hồi tất cả Gorosei đến Exit để tiêu diệt mình. Tin tức này truyền ra ngoài thì chúng ta cứ nói rằng Luffy ở cái vị thế mà cả vua, chúa cũng chỉ được đến thế mà thôi. Nhìn đây, khung tranh huyền thoại sẽ mãi lưu truyền sử sách. Thần mặt trời Nika một mình đối diện ngũ đại súc vật. Ngũ lão Sting, nguyên dạng súc vật cùng lúc xuất hiện để múc một cái thằng nhóc mới 19 tuổi. Thử tưởng tượng giai thoại này được kể khi mà Luffy trở thành vua hải tặc. Ngày đó ở hòn đảo Exit, ta đã đụng độ 5 con quái vật bất tử Doan thần thoại. Cảm giác thật đáng nhớ. Đấy, nghe thôi đã thấy ngầu rồi các bạn ạ. Có thua gì các vị tiền bối như Roger hay Rock thời kỳ đỉnh cao đâu. Đỉnh cao top 1 server qua các thời đại, cùng lắm là chỉ xem Luffy ở đảo trứng thôi. Cãi làm sao được mà cãi được không nào? Những gì cậu làm được sau đó thì cũng ấn tượng không kém. Liên tục cân 2, cân 3, với sự trợ giúp của Dory, Brugi, Luffy đã có lúc áp vía cả ba ngũ lão tinh Saturn, Wakuri và Jupiter. Nhìn hình ảnh này, câu nói của Kulu quả thật là chúng ta cũng không dám nghĩ đến bất cứ một cái tên nào trong liên minh đủ sức solo 1-1 với ngu lão, chứ đừng nói là cân 2 hay là cân 3 nhá. Siêu hồi phục gần như là bất tử, Gorosei quá bá đạo. Chỉ duy nhất thần mặt trời Nika mới không bị lép vế trước sức mạnh của mấy con súc vật bất trị này thôi. Cùng Bonney đánh cho Saturn nhớ đời, phân thành trăm mảnh, mất nhiều thời gian mới hồi phục được. Đây có thể được xem là chiến tích tốt nhất Luffy thể hiện. Nhưng mà còn một cái chi tiết nữa khiến truy nã của Luffy tăng đột biến các bạn ạ. Hỏa lực mạnh nhất của hải quân Booster Cole đã được đích thân Thánh Saturn sử dụng với mục đích là tận diệt đảo Exit. Đây là lần thứ hai mà băng mũ rơm hứng chịu Booster Cole từ phe chính phủ sau sự kiện Edith Ruby 2 năm trước. Tất nhiên xét về quy mô, nó ác liệt và trực diện hơn rất nhiều.
100 chiến hạm, 9 phó đô đốc, 1 chỉ huy cấp cao và 1 lão tinh từ thánh địa. Nhưng Luffy vẫn có thể thoát khỏi sự bao vây Thiên La Địa Võng, để so sánh nó còn nhục nhã hơn cả vụ quân cách mạng thoát khỏi thánh địa mấy tuần trước vậy. Hải quân được nã đạn tùy ý, thế trận vây giáp không lối thoát, ngũ lão tinh tấn công liên tục, vẫn không có cách nào để tóm được tên đầu sỏ. Chạy thoát khỏi lưới trời, tiếng tăm của tứ hoàng mũ rơm không còn gì để bàn cãi. Cuối cùng, thứ quan trọng nhất đẩy truy nã của Luffy lên top 1. Morgan chẳng cần quan tâm tình tiết cụ thể ra sao, chỉ cần biết tiến sĩ Vegapunk đã chết khô trên tàu Sunny của bão mũ rơm. Đúng như tiêu đề lão liều báo nói hôm qua rồi, nhiêu đó đủ để tâng bốc Luffy mũ rơm tàn bạo, nguy hiểm, đáng sợ, tên đồ tể phản diện của tận thế giới. Từ tất cả những phân tích đó, kẻ cầm đầu chiến dịch tấn công Exit, giết chết tiến sĩ thiên tài và tẩu thoát khỏi vòng vây của hải quân, thuyền trưởng băng mũ rơm, tứ hoàng Luffy sẽ có cái mức truy nã là 4 tỷ 500 triệu. Anh em nghĩ sao về con số này? Phải khác bọt với hai nhân tố 3 tỏi, nhân tố L và K vừa bị hạ đo ván bởi các tứ hoàng khác chứ được không nào? Tầm này chúng ta cũng không thể nào đặt tân tứ hoàng chung mâm với cái bọn Law Kid nữa rồi. Yonko có mức truy nã cao nhất thế giới thời điểm hiện tại. Luffy 4,5 tỷ Belly, quá là xứng đáng rồi. Vẫn còn những người khác trong liên minh tăng truy nã, anh em đừng vội chuyển kênh nhá. Nữ tặc Bonnie, giống như bao người khác thôi, Luffy đã nâng đỡ Bonnie rất nhiều trong arc lần này. Bonnie được xem là nhân vật trung tâm, cả Mũ Rơm, Kuma hay Vegapunk đều rất quan tâm tới nữ tặc siêu tự tinh. Từ một đứa trẻ đi tìm sự thật về cha mình, Bonnie đã trải qua một hành trình dài, đối đầu với những kẻ thù, gây ra biết bao biến cố cho gia đình nhỏ. Saturn, kẻ đã hủy diệt mẹ cô, Ginny, người cha nuôi Kuma và làm lại ăn hiếp đứa em bé gái mới ăn sinh nhật lần thứ 12 thôi. Trước khi bước tới Exit, giá trị của Bonnie được định giá trên poster là 320 triệu, nhưng con số này sẽ được thay đổi với những gì mà cô nàng đã thể hiện ở trường Exit. Một đứa trẻ 12 tuổi đã làm được những điều mà không tưởng. Tặng cho Saturn một cây xin bẩn, lần đầu tiên vị đứng tối cao của chính quyền nhìn thấy máu tươi của mình sau hàng trăm năm. Bonnie mở combat và cũng là người kết thúc lão mưu quỷ. Đòn kết hợp cú đấm tự do, Bonnie và Luffy đấm gục lão già đáng ghét nhất trương đảo trứng. Hình ảnh được chứng kiến trực tiếp với tất cả những người có mặt trên đảo. Đấm lủng người lão tinh, chính Bonnie không thể xem thường, bởi vì hiện tại cô nàng đã trở thành đồng dạng với Luffy Nika. Nika luôn là nỗi khiếp sợ của chính quyền, nay lại có tới hai Nika cùng lúc xuất hiện. Tuy chỉ duy trì trạng thái tự do ở trong chốc lát, nhưng là đủ rồi. Và cũng có thể xem dạng này của Bonnie là su long nâng cấp của tộc Min, nạp VIP tròn vài chục giây ngắn ngủi thôi các bạn ạ. Nhưng sự nguy hiểm nhất mà Bonnie mang lại phải nói đến khả năng ra lệnh cho bọn Pacifista. Vegapunk đã cài chế độ nhận dạng cho bọn Mach 3 nghe lệnh Bonnie ưu tiên. Đây cũng là thứ mà Saturn lo ngại nhất. Con chuột nhất một khi sổng chuồng chẳng biết nó còn gây ra những hệ lụy gì. Bonnie là người có tiềm năng lớn nhất hiện tại gia nhập băng mũ rơm. Nếu điều đó xảy ra, Luffy sẽ mời gọi nữ tặc siêu tân tinh vào băng. Con số truy nã dành cho cô nàng thậm chí sẽ tăng thêm so với thực tế nhờ danh tiếng là thành viên của băng tặc tứ hoàng. Tất nhiên thì hơn Nami và sấp xỉ Robin, từng là một thuyền trưởng siêu tự tinh. Hình ảnh Bonnie Nika sẽ được treo trên tấm poster trị giá khoảng 800 triệu, một con số mình nghĩ là phù hợp sau chương đảo trứng. Kuma bạo chúa. Tuy đã gần như là tê liệt rồi, Kuma vẫn còn sống, máy móc hỏng hết nhưng được cái là nhận thức con người vẫn còn tồn tại. Bằng chứng là nụ cười của ông khi mà nhìn thấy Bonnie Luffy. Hai đứa trẻ này, ông đã đặt kỳ vọng vào thời đại mới, đã cùng nhau kết hợp hạ gục lão tinh Saturn khốn kiếp. Kuma sẽ được sửa chữa trên đường đi đến Elbat. Ông là ân nhân của băng mũ rơm, họ vẫn còn nợ lời cảm ơn sau những ân tình 2 năm trước. Tiền truy nã của Kuma bị đóng băng sau khi mà gia nhập Thất Vũ Hải. Hiện tại do hoàn toàn trở thành máy móc nên con số 296 triệu Belly vẫn chưa được cập nhật. Sau sự kiện Exit, nó sẽ được thay đổi bởi Kuma được xác nhận là vẫn còn sống và tạo nên khoảnh khắc kinh điển One Hit đấm vỡ mồm gãy sừng thánh Saturn, đấm cho con bò biển tối nằm mơ thì còn thấy cơ mà. Cú đấm mang đầy sự phẫn nộ, cộng thêm việc Saturn rất cay cú trường hợp của Kuma. 5 lần 7 lượt muốn dìm chết Kuma nhưng lại bất thành. Saturn có thể đẩy tiền truy nã cho bọ ghét. Khi Kuma được sửa chữa, có được nhận thức cũng như là đoàn tụ với Bonnie, băng mũ rơm, đặc biệt là Luffy, sẽ có thêm nhiều thông tin về cha mình, Monkey D. Dragon. Đây mới thực sự là giá trị mà Kuma mang lại cho team của Law. Truy nã của Kuma ngang hàng một đội trưởng tứ hoàng, cả cơ thể bị cải tạo thành máy móc vô tình khiến ông mạnh hơn.
vừa cứng cáp, vừa giữ được năng lực trái ác quỷ Nikyu, Nikinomi. 1 tỷ 400 triệu Billy, con số còn hơi khiêm tốn bởi vai trò của Kuma sắp hoàn thành và không còn nhiều động lực chiến đấu. Ngày ông ấy quay về quân cách mạng sắp đến gần rồi. Dori Buruki. Khoảnh khắc ấn tượng nhất mà hai vị thuyền trưởng băng cứu nhân để lại trường Ekid, pha kết hợp chiêu chém sâu cát cứu Luffy, cắt Jupiter thành ba khúc. Không hổ danh là huyền thoại, chém như này thì ai mà đỡ nổi cơ chứ. Sau đó đó là phối hợp khiên mặt trời Svalin hất văng heo rừng Wakuri bay đi 8 dặm. Trình hai vị vẫn còn khỏe chán, có thể hai đánh một với bất cứ một ngũ lão tinh nào. Chỉ là bọn lợn con kia toàn siêu hồi phục nên chịu, coi như là hòa. Sự xuất hiện của băng cự nhân đại diện Dori Buruki là tối quan trọng trong chiến dịch tẩu thoát khỏi Ekid. Họ đã giúp quá nhiều cho Liên minh Mũ Rơm, một con số truy nã thích đáng cho sự trở lại này sau 102 năm mất tích. 102 năm trước, lúc mà Dori và Buruki còn tung hoành trên biển, chính phủ treo thưởng cho cái đầu của họ mỗi ông là 100 triệu. Từ đó suy ra thời kỳ lạm phát truy nã như hiện tại đấy. Truy nã phải nhân lên gấp nhiều lần cho hai thuyền trưởng tộc cự nhân. Anh em nghĩ sao về con số 2 tỷ Billy mỗi người nhỉ? Đánh được với ngũ lão tinh, coi như cả hai cùng kết hợp cũng solo được với một tứ hoàng. 2 tỷ Billy, anh em còn có con số nào phù hợp hơn? Hãy cùng comment bên dưới cho mình biết nhá. Sanji, Zoro. Arc Ekid giống như đảo bánh vậy, là tiền đề cho một arc lớn. Elbaz giống như Wano mới là trận thư hùng đỉnh cao nhất. Thế nên sau Ekid, ngoài Luffy, cùng lắm chỉ có Sanji và Zoro lên truy nã thôi. Jinbei và các thành viên khác không có màn nào thể hiện là nổi bật cả. Điều đáng tiếc nhất ở Sanji là bác Oda không set up cho anh cái kèo nào ra hồn cả. Ở trước này, anh tư chạy sâu lo cứu người thôi, nhưng cứu cũng không xong vì Cặp Băng đã chết ngay trên tay của anh bốn. Chịu rồi, thế mới thấy rằng có đoạn video phát sóng trên toàn thế giới đấy các bạn ạ. Nhìn một cách tích cực thì Sanji đã hoàn thành tốt sứ mệnh một người gác cổng Rank Kim Cương, bảo vệ an toàn cho cha con của Kuma, xứng đáng làm con rể tương lai. Sanji để lại khoảnh khắc ngầu lời đứng trước mặt Thánh Saturn, sút cho lão một đá thì cũng ra gì đấy. Đá địch thì bật lửa thường, đá thuyền trưởng Luffy bật hẳn chiêu cuối lửa xanh cơ, không hổ danh tứ ca một đời liêm khiết các bạn ạ. Sanji cần lấy lại vị trí số 3 đáng lý thuộc về sở hữu của mình từ trước đến nay. Với việc Bao Da dọn đường để cho lão đại Jinbei trở thành người ngoài ở trong áp đảo trứng, quá rõ rồi, Oda muốn đưa lông mày xoắn trở lại ngai vàng vốn có. Số 3 huyền thoại băng mũ rơm. Nhưng mà truy nã sẽ không tăng nhiều đâu, bởi đây chưa phải là trận chiến sinh tử. 1 tỷ 350 triệu Billy, chả sao cả, vượt qua Jinbei và cướp lại danh hiệu ông ba là quá ok rồi các bạn ạ. Sanji lên thì Zoro cũng phải lên rồi. Nói về chiến công, anh hai là rõ nét hơn so với anh tư nha các bạn nhé. Zoro đã hạ tên Luxy, kẻ mạnh nhất CP0, thức tỉnh được trái ác quỷ Zoan sau 2 năm. Chiến tích này sẽ được tung hô nhiều hơn ở trong các ác khác, nhưng ở trường hợp này, Zoro bị coi là bị Luxy cầm chân. Một trận chiến nằm ngoài sự tính toán khiến đầu tảo không thể tham gia combat ngoài đảo. Bù đắp lại thiếu sót đó, trailer solo lão tinh khá là chất đấy. Zoro đọ kiếm thuật, tung đòn lã sinh môn đẩy văng Thánh Nasuzuru, kẻ sở hữu Sodai Kintetsu đệ nhất. Nhá hàng vậy thôi chứ cũng chưa đi sâu vào màn thư hùng này đâu các bạn ạ. Hội team chạy mới là ưu tiên. Dự là kiểu gì hai gã cầm Kintetsu cũng công nghệ va ở trong tương lai thôi. Với khoảnh khắc ấn tượng đó cộng thêm là cánh tay phải của thuyền trưởng Luffy, 1 tỷ 550 triệu Billy mình nghĩ là vừa y khuôn với đẳng cấp hiện tại của kiếm sĩ Lạc Trôi. Chính anh ấy đã ngang hàng và nhỉnh hơn chỉ huy số 1 băng tứ hoàng đời trước như là Marco, Katakuri hay là King rồi. Chúng ta hãy cùng chờ đợi chăm sau những con chim bằng biển mang đến thông tin cập nhật về số tiền truy nã mới của một số thành viên ở trong Liên minh băng mũ rơm nhá. À, phải rồi, tất nhiên cũng cập nhật luôn tin tức về băng Law, Kid và tình trạng của anh hùng Hải quân Gáp. Tất cả đều ít nhiều ảnh hưởng đến việc hướng đi tiếp theo của Luffy và băng mũ rơm. Ok, trên đây là video dự đoán truy nã một số nhân vật sau Arc Ekid. Ý kiến của anh em thế nào? Hãy cùng comment bên dưới cho AD biết nhá. Như thường lệ thôi, chúng ta sẽ cùng chào đón ba bạn may mắn ở cuối video. Bạn Hưng Nguyễn, tiền truy nã đợt này chắc là khủng lắm. Chắc rồi, bởi vì Luffy bị đồn là cầm đầu vụ Ekid thì truy nã không thể nào dưới 4 tỷ Billy được. Tiếp theo là bạn Red Samurai, chào mừng đến với vùng đất của những chiến binh Elbaz, One Piece chapter 1124. Hòn đảo mà chúng ta đã chờ đợi hơn 20 năm cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi các bạn ạ. Hóng quá mọi người ơi, hòn đảo của lịch sử đấy rồi. Bạn Mây Sinh, ác này không biết Luffy lên cấp nữa không? Khen thì có chứ,
Bởi vì làm chủ Gear 5 cùng với nâng cấp Haki Bảo Vương, trình Joy Boy là quá đủ để có thể solo với bất cứ một kẻ nào rồi. Video đến đây là kết thúc rồi, đừng quên để lại một like, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận thông báo sớm nhất các bạn nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở clip tiếp theo vào ngày mai. Bye bye!